续买大细望吉星照起，可有手气只要福气运来又买地，你共我大富大贵快乐迎喜气，福星在照遍你与我的身边，良缘运来欢声响遍天，幸运是爱你爱我会多一点，你我心里早已还有幸福得到满分，良夫如言妻相衬，情意浓深深会叫双人。À, cậu hạ nghĩa, tôi nhận ra cậu nghe. Ông nhận ra tôi thì có gì lạ chứ? Cả phường sau này ai cũng biết tôi. Dâm tặc, dám sàm sỡ lợi danh của tôi, chắc là muốn bị đánh rồi. Khoan đã, sàm sỡ lợi danh, tôi đâu có làm như vậy. Cậu hiểu lầm rồi, tôi chẳng qua muốn gặp nó thôi. Tên dâm tặc này, ngay cái tên của người ta mà cũng biết, còn đó là không có ý sàm sỡ nữa. Cậu nghe tôi nói hết đã. Tôi biết tên của nó là có nguyên nhân. Anh đã nói khoan rồi mà. Tôi đánh đầu cậu bây giờ. Trời ơi, sao ông nói là đánh đầu tôi? À, xin lỗi cậu Nghĩa, tôi đã quen lúc nguy hiểm dùng tuyệt chiêu này. Lại là chiêu này? Hả? Cậu đã gặp sao? À, chắc Lệ Doanh đã làm cho cậu xem rồi. Thật ra tên của nó là do tôi đặt. Tôi là cha của Lệ Doanh đó. Ông là cha của Lệ Doanh à? Vậy thì chiêu này gọi là gì đây? Dương Đông Kích Tây, là bí kíp gia truyền của chúng tôi đó. Hiếm có ai tránh được lắm. Nè, tôi từ từ làm lại cho cậu coi nha. Nè, không cần, không cần. Được rồi, được rồi. Tức là cậu đã tin tưởng tôi rồi. Tôi là cha của Lệ Doanh thật mà. Ông nói thì tôi tin sao? Có điểm nào giống đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đi hỏi Lệ Doanh. Ê, cậu đừng đi cậu Nghĩa. Ông là cha của cổ sao lại hoảng sợ như vậy? À, Thế Bá phải không? Con vẫn chưa biết tên. Tôi tên Đỗ Tế Sâm. Đỗ Tế Sâm. Sâm Đỗ Trường. Thú vị lắm. Con rất thích tên này đó. Nhưng mà nghe Lệ Doanh nói là cả nhà cổ và người cha đã đi bán muối hết rồi mà, có phải gì không? Nó nói với cậu vậy sao? Không phải. Có người cha như vậy chỉ làm nó xấu hổ. Thực ra gia đình của bác đã xảy ra chuyện gì vậy? Trải qua thay đổi gì chứ, làm cho Lệ Doanh phải ở trong cục tự ấu. Còn bác thì không dám gặp cổ. Tất cả cũng tại tôi. Lúc trước ở Quảng Châu, Đỗ Tế Sâm này không có gia tài đồ sộ như cậu Nghĩa ở đây, nhưng mà cũng có thể gọi là có ruộng có đất. Đáng tiếc là... Chắc chắn bác là cậu ấm phá toàn bộ gia sản chứ gì. Quả nhiên cậu Nghĩa là người thông minh. Tôi thì ngốc lắm. Tin ai không tin là tên người đồng hương cùng hắn hợp tác làm ăn. Hắn lừa hết tiền bạc, dĩ nhiên là ấm ức chạy đi đánh hắn một trận, rồi lại bị bắt đến quan phủ, ở tù suốt mười mấy năm. Đời người 10 năm nhiều thay đổi, gia đình của tôi làm sao không thay đổi chứ. Vậy thì Lệ Doanh thê thảm rồi đó. Sau khi tôi ở tù, cả gia đình trông cậy vào vợ tôi, nhưng cổ định tới Phật Sơn nương tựa người bà con lại không tìm được. Kế đó bị bệnh, rồi bệnh nữa, không có tiền thì đại phu. Cuối cùng Lệ Doanh biến thành một nữ cô nhi vào cục tự ấu. Lệ Doanh coi tôi như đã chết. Bây giờ gặp lại tôi, nó cũng không nhận người cha này nữa. Dĩ vãng không nên nhìn lại. Bác ơi, bác không sao chứ? Tại tô mì này hơi cay thôi. Nếu cay thì phải kiếm đồ tráng miệng mới được đó. Ông chủ, cho 2 cân tam chưng. Có liền. Nhưng chỉ ăn mì có vẻ hơi lạc á. Nếu lạc thì kiếm thêm đồ để nhai đi. Cho thêm 1 tô bò kho, 2 tô giò. Dạ được cậu Nghĩa. Quả nhiên cậu Nghĩa nổi tiếng hào phóng. Bác ở Phật Sơn chân ngứt chân ráo, sao bác lại biết con vậy? Thật ra tôi theo Lệ Doanh mấy ngày, nhìn thấy rất nhiều chuyện. Tôi biết cậu Nghĩa có tiếng ở vùng này và cũng tốt với Lệ Doanh. Tức là bậc làm cha nó cũng hy vọng con của mình tìm được chỗ nương tựa. Tôi đã yên tâm lắm rồi. Vậy thì bác phải nhìn cho kỹ một chút đó. Cũng như là tên của con. Con là người có hiếu nghĩa lắm, cho nên con cảm thấy bác cần phải đi gặp Lệ Doanh. Tôi cũng muốn.
Nhưng vấn đề là tôi ăn mặc như vậy, thân thế như vậy, làm sao gặp nó đây? Yên tâm đi, bác cứ để con lo. Lệ Doanh á, bụng dạ rất tốt, thương thế đã thê thảm như vậy, mẹ của cổ cũng muốn đoàn tụ với người cha duy nhất. Còn sắp đặt một lang quân như ý đáng tin cậy, có thể nương tựa suốt đời ở bên cạnh cổ nữa. Bác ơi, bác nghĩ có đúng không? Trời cao có mắt, bụng dạ của cậu Nghĩa tốt như vậy, chắc chắn sợ Hiền gặp lại. À, bác ơi, bác ăn cho nóng đi. Ờ. Ở Phật Sơn này nổi tiếng lắm đó. Vậy sao? Xíu, xíu, xíu. Đặt xong lấy tay ra nha. Bốn, năm, sáu, 15 nút tài. Có nhầm lẫn không? Có bị thua hoài à? Rồi, chung đây, chung đây, chung đây. Đây, đây. Đi. Bạn này chắc chắn là to khách lớn. Cứ đặt tài đi. Mở liên tiếp bảy gián, lên tôi đi, đặt tài. Nói chuyện như huynh vậy, mở bảy gián tài dĩ nhiên là đặt xỉu rồi. Dĩ nhiên là đặt tài, huynh có biết không? Chiêu này gọi là thanh long bay lên á. Dĩ nhiên đặt xỉu rồi, cái này gọi là mảnh hổ quay đầu đó ngốc. Vừa thanh long vừa mảnh hổ nhộn nhịp quá. Thôi thì đặt toàn màu đi á, tụng lý bắt gọi hoài hơn á. Được, vậy thì đặt toàn màu, nhất định phải ăn hết tài xỉu. Tôi theo. Rồi, sao ai có đặt theo người này vậy? Đặt xong lấy tay lên nha. Ba mặt tư. Bác ơi, bác hên thiệt đó. Ăn mặc gọn gàng y như là đại điền chủ vậy đó. Gặp lại đứa con không thấy mắc cỡ nữa. Kỳ à? Dạ, tính tiền đi. Đi cẩn thận nha cậu Nghĩa. À, tức là vậy cậu Nghĩa à. Số ngân lượng cậu đưa cho tôi phòng thân, đúng ra tôi không có định đem cờ bạc đâu. Nhưng mà dù sao tôi cũng không gặp Lệ Doanh mấy 20 năm rồi. Tôi định mua cho nó một món quà thật là lớn. Nhưng lại không đủ tiền, cho nên mới đi liều một ván. Từ đầu con đã đoán được rồi. Tôi tự cào mặt mình. Tôi biết tôi có lỗi, giống như tôi đã gạt cậu vậy. Bác tên là Sâm Đỗ Trường, con của bác tên là Đỗ Lạc Thắng. Để ra từ đầu con phải biết bác thích cờ bạc. Có thể nói là chúng ta là người đồng đạo với nhau. Bộ cậu không trách tôi đem ngân lượng đi cờ bạc sao? Bác chơi dài dán, con còn chơi bác chơi ít nữa là. Cờ bạc thực sự là nguồn suối, là thú vui nhất đời. Con thích nhất là cảm giác chiến thắng. Nhưng mà tiếc là bác đánh dở, vẫn cũng dở nữa. Có điều may quá, bởi vì bác biết con, để con đổi dần cho bác. Vậy thì cảm ơn cậu nghe cậu Nghĩa. Cậu thật sự nói ra hết những cảm nghĩ trong lòng của tôi đó. Vậy sao? Cậu và tôi đúng là gặp nhau quá trễ, tha hương gặp cố nhân. Vậy đi theo. Bác sĩ Kim Bảo, Lệ Doanh. Tổng Lý Hạ, sao đến đổ tới đây chơi vậy? Đúng là bạn thân đến từ thế giới Tây Phương Cực Lạc ha. Là bạn thân từ xa mới đến. À còn nữa, gọi tôi là cậu Nghĩa là được rồi. Có bạn từ xa mới đến đã là vui lắm rồi. Huống hồ là người thân, có phải rất cảm động lắm không? Phải không? Lệ Doanh, con không nhận ra cha phải không? Tôi không biết ông. Tôi ra ngoài tìm bệnh án. Ê nè Lệ Doanh à, đôi bên phải thẳng thắn chút đi. Con nhận ra ổng và cũng biết chúng tôi tới đây làm gì. Thật ra ai cũng có cha mẹ, không lẽ con thực sự cứng rắn, luôn có cha ruột của mình cũng không nhận hay sao chứ? Đây là cha của Lệ Doanh. Hai người nói chuyện đi, tôi rót nước cho hai người uống nha. Không phải. Máu chảy ruột mềm, coi cho ổng một cơ hội đi. Lệ Doanh, cha biết cha có lỗi với mẹ con. Con không muốn gặp cha, cha hiểu mà. Tôi nghĩ ông nhìn lầm người rồi. Tôi không có cha, tôi chỉ có mẹ thôi. Cha biết cha rất đáng chết, nhưng bao nhiêu năm qua lúc nào cha cũng nhớ mẹ con. Dù là mong ngày nhớ đêm, cha cũng muốn gặp được con một lần. Mười mấy năm rồi, con không lẽ con thật sự không cho cha gặp lại con sao? Ông cũng biết nói là mười mấy năm, tại sao đến bây giờ ông mới đến tìm tôi? Mẹ đã bệnh chết lúc tôi 12 tuổi. Mẹ còn lo cho tương lai của tôi nên chết không nhắm mắt. Tại sao mẹ phải chịu nhiều khổ cực chứ? Tại sao? Biết sai chịu sửa cũng chưa muộn lắm đâu. Ba của cô cũng đã hối hận lắm rồi. Ông có sao? Ông sẽ làm người chân chính đàng hoàng sao? Có chứ. Nếu không thì bác đâu có ăn mặc tươm tức như vậy mang quà tới đây làm gì? Tại vì cô không biết thôi. Bác ở trong tù học nấu cơm, nấu đến có tiếng luôn. Trong mười mấy năm qua, bác đã học được tài nấu ăn giỏi. Bây giờ đã là đầu bếp của Tửu Lâu Đại Tứ Hỷ Quảng Châu. Ngay cả Từ Hy Thái Hậu cũng muốn hạ chỉ triệu vào làm ngự trù. Nếu không tại nhớ cô, bác đã lên kinh thành lâu rồi, cần gì phải tới Phật Sơn. Nè, kháng chỉ đó,
phải liều bằng sinh mạng đó. Cô coi bác có tốt với cô không? À phải, nhưng mà cha chỉ muốn được gặp con một lần thôi. Con yên tâm đi, cha sẽ không làm giả đâu. Hai người nói xong chưa? Đầu bếp phải không? Được, tôi hỏi ông, nấu một lon gạo phải đổ bao nhiêu nước? Xào cải rổ nêm đường trước hay là nêm muối trước? Ông không biết trả lời chứ gì? Ê, sao lại không biết trả lời? Cũng phải tùy lon của cô lớn nhỏ phải đó. Con người ông thực tế không còn thuốc chữa nữa. Chỉ vì hai chữ cờ bạc làm cho cả nhà chúng ta phải tan nát. Vì cờ bạc ông bán ruộng bán đất, vì cờ bạc ông đi lừa đảo, vì cờ bạc ông đánh người ta đến nỗi đi tù. Hai mẹ con tôi cô đơn lẻ loi, làm cho mẹ tôi lao lực mình chết, làm cho tôi phải sống trong cục tù áo này. Ông nói dối vẫn chưa đủ sao? Tại sao ông vẫn còn gạt tôi chứ? Ông nói không muốn gặp tôi, bây giờ ông đã gặp tôi rồi đó. Ông đi đi. Nè 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 nè, đi cái gì chứ? Tôi là tổng lý, tôi muốn đưa ông đi tham quan các nơi. Được thôi, ông từ từ tham quan đi, tôi không tiếp hai người đâu. Xin lỗi bà, dù sao Lệ Doanh cũng là con của tôi. Tôi hy vọng bà phù hộ tôi. Chỉ cần Lệ Doanh chịu gọi tôi một tiếng cha, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Lệ Doanh, nếu mẹ con linh thiêng đã chín suối thì... Nếu có linh thiêng, tôi tin mẹ sẽ cầm chổi chà đuổi ông đi. Được, cha đi, cha đi ngay. Từ nay cha sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa. Đòi xuyên tầm cướp của ta nè, vô ảnh cướp, ta thà chết cũng không cho ngươi làm hại con ta. Vậy thì ông đi chết đi. Trời đông vậy, ta dâm tặc này, ta phải liều mạng với ngươi. Trời ơi, tên dâm tặc này, ngươi thật là độc ác. Tên dâm tặc này, chạy hả? Cha của cha, tên dâm tặc này độc ác quá, dám dùng dao đâm vào đùi của cha. Muốn lấy mạng của ta sao? Sao hả? Có đau không? Không đau. Quan trọng là con không sao. Cho dù bị tàn phế cũng không sao mà. Huống hồ chỉ là vết đâm nhỏ thôi. Cảm ơn ông. Cha. Con chịu gọi cha thật sao? Cha mừng lắm. Cuối cùng con cũng chịu gọi một tiếng cha. Có lẽ cha đã mãn nguyện lắm rồi. Cha đi nghe. Cha đi đâu? Cha đã hứa với con sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa. Trời đất bao la, ắt có chỗ cho cha dung thân. Con yên tâm đi, cha sẽ không nằm nhà ở đây đâu. Cha không sao chứ? Cha mau ngồi xuống đi. Cha đó phải ở lại đây để chữa trị. Phải đó bác. Lần này Sheila gặp nguy hiểm trước mộ của bác gái, cũng nhờ có bác kịp thời ra tay cứu giúp. Có thể bác gái cũng muốn hai người đoàn tụ đó. Bác cứ ở lại đây đi.
Có khi nào làm phiền mọi người không? Có một câu cái gì à, già không già thì cũng phải kính lão. Trong cuộc chúng tôi có rất nhiều người già, chúng tôi cũng chăm sóc như vậy thôi. Chú Sâm à, huống hồ gì chú là cha của Sê-la. Phải đó, cho khỏe lại mới tính. Ăn cháo đi. Cha tự múc được mà. Ông chủ, cho 10 cân rượu. Thắng huynh chào chút nghe. Cắn cái gì? Sợ tôi xài bạc giả sao? Bây giờ ông nói tôi xài bạc giả sao phải không? Thắng ca. Thắng huynh, đánh bại của huynh còn gian lận được. Gân lượng của huynh làm sao mà không thử lại chứ? À, ông to gan lắm. Ông dám cắn nữa, tôi bắt ông nuốt cả nén bạc đó. Thử cắn nó đi. Tôi còn thiếu gì đâu cho ông cắn hả? Đừng mà thắng ca. Lấy cả vỏ tới đây cho ông cắn nè. Ơi, có chuyện gì vậy? Sao phong tỏa cái tiệm tơ lụa ghê gớm vậy? Sao khỏi đó? Mày đó. Chiêu tài, hỏi coi có chuyện gì. Nhìn thân hình của cô gái này, thật sự Mai Lan Cúc Trúc ở Ý Thúy Phượng cũng không tài nào sánh bằng. Thật ra ơi, khéo chọn lắm. Tôi cũng vậy. Đồ cổ nổi tiếng của dân khúc trai đã tới. Điểm tâm tinh tế của Phụng Nghi Lâu mang tới luôn. Làm phiền Tiểu Nguyệt ra tiếp họ trước đi. Dạ tiểu thư. Các vị mời bên này. Không phải tầm thường. Thắng ca. Hả? Thắng ca. Hả? Có tên rồi. Tên gì vậy? Cô gái ở trong đó là họ Lý, là cháu gái của trực đệ tổng đốc Bắc Dương Thông Thương Sự Vụ đại thần Lý Hồng Chương đại tiểu thư họ Lý đó. Cái tên cũng dài lê thế như vậy. Đúng là gia đình giàu có. Ngày mai là cũng phải đổi tên. Gần đây cô có nghe nói ở Phật Sơn có một đại tiểu thư họ Lý không? Mà có. Cháu gái của trực cái gì đại thần Lý Hồng Chương chứ gì. Lúc nãy con đã gặp ông ngoài đường rồi. Trình rang vô cùng. Vậy mà con có gặp được sao? Tức là có duyên rồi. Đại tiểu thư họ Lý muốn tới Phật Sơn định cư. Quan trọng nhất là chuyện này, cổ vẫn chưa có lan quân như ý. Vậy thì sao? Trần Thế Mỹ cưới công chúa làm phò mã, kế đó có được không? Bản thân kế này thì không có vấn đề gì, nhưng kết cục nghiêm trọng lắm. Cuối cùng Trần Thế Mỹ đã bị Bao Công chém đầu. Chà, không lẽ gia đình phá con vậy sao? Thì Trần Thế Mỹ ngu thôi, trước đó đã cưới Tần Hương Liên, còn chưa cưới con Liên nào hết sợ gì. Vậy cũng phải ha. Chà, gia đình cái gì đó với đại tiểu thơ đó sao? Thì cái gì đó cha đã kiếm sẵn bà mai cho con rồi. Đại tiểu thư họ Lý này tuổi chừng 18 đôi mươi à, phò mã như con, có hứng thú không? Nhìn thân hình của cổ đúng là đẹp không gì bằng. Thật tình con cũng có chút hứng thú cùng cổ cái gì đó. Vậy thì cái gì đi. Nè, sau khi uống xong chung rượu này, cha đi lo liệu cho con liền ha. Về phía bà mai á, cha đã nói chuyện giùm con rồi. Không được thì nói cho tới được. Vậy thì chung này đáng uống lắm. Cả chung. Xin chào. Quả nhiên có khí thế nha. Vừa ra tay đã bao hết cả Phụng Nghi Lâu này. Phải rồi. Xin chào Tân công tử. Xin chào. Tiểu thư của tôi đã đến lâu rồi, đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Tiểu thư đã gọi món rồi. Gọi rồi sao? Công tử rửa tay trước. Rửa tay. Được. Chào. Thử hỏi nếu trước mỗi bữa cơm đều có người hầu xinh đẹp bưng chậu nước cho mình rửa sạch tay, sướng thiệt nha. Dạ phải, các người hầu cũng xinh đẹp như vậy, chắc chắn chủ nhân càng xinh đẹp hơn. Thắng ca, để nghe người ta nói, những gia đình giàu có thường thích gả những người hầu cho các gia đình đó Thắng ca. Đúng rồi. Đâu có, tôi nghe những gia đình giàu có nói, mấy cô hầu thường để cho thiếu gia cái gì trước rồi mới gả cho gia đình. Là tiếng gì vậy? Không biết nữa. Tăng công tử phiền ông đại lương. Cô đại tiểu thư. Tôi quên căn dặn người hầu phải dùng nước mắt tôm để pha trà. Lãng phí lòng tịnh cực phẩm thiệt. Lý tiểu thơ đúng là biết ăn uống lắm. Gọi tôi là Ái Nhi được rồi. Gia phụ và gia huynh của tôi cũng gọi như vậy. Họ Lý, tình ái, Lý ái.
Đúng là tên đẹp, đúng là hợp với cô. Dọn món. Công tử mời tự nhiên. À, mấy cái cục xinh đẹp như vậy có phải là tàu hũ không? 24 viên này không phải là tàu hũ tầm thường, là minh nguyệt. Tăng công tử, ông có đoán được tên của nó là gì không? Minh nguyệt, vừa trắng vừa lớn hả? Cũng gần đúng. Nó gọi là nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả. Còn một câu nữa là ngọc nhân hà sứ giáo suý tiêu. Giáo suý tiêu, có ý nghĩa lắm. Tăng công tử, món tiếp theo của chúng tôi gọi là thịt bò đăng ảnh, cũng có xuất xứ đó. Món ăn nào cũng có bài thơ, đúng là có ý nghĩa lắm. Hay là khoan dùng đó, chúng ta trò chuyện trước đi. Tăng công tử đúng là thú vị vui tính. Chẳng hay bình thường công tử có sở thích gì? Đổ à, đi khắp du sơn ngoạn thủy vậy thôi. Không biết tiểu thư có sở thích gì không? Sở thích của tôi không ngoài chuyện trong khuê cát, trồng hoa, theo thùa, ngâm thơ phú khúc. À, phú khúc hay lắm, phú khúc hay lắm. À, hay là tiểu thơ phú một khúc nghe thử đi. Ít ra đỡ phải nói nhiều. Tiểu nữ không dám. Chẳng hay công tử thích nghe khúc nhạc nào? 18 sợ. À, tùy tiểu thư, muốn phú bài nào cũng được. Dù sao tôi cũng không thông âm luật lắm. Nếu là như vậy, tiểu nữ xin đàn cho tăng công tử nghe bài Thập Diện Mai Phục. Ôi cha ơi, lần này không phải cha kêu con đi làm phò mã đâu, cha kêu con đai ra bị ngải đó. Còn lý ái đó hả? Còn đó là 18 đổi 10 nữa sao? Cũng cỡ đó thôi, 18 cộng 20 thôi. Ờ, cộng thêm 40 nữa đó, làm sao chịu nổi chứ? Cho dù con chịu được, con cũng lực bất tòng tâm thôi. Chà, lúc nãy á, cổ kêu con ăn cái gì đó, cho nên giá nào con cũng phải coi bữa ăn này là giải độc. Có gì khó lắm đâu, tối lửa tắt đèn, giải đen trùm đầu cũng là một người phụ nữ thôi. Cùng lắm á, cho con thêm mấy tỉnh rượu mạnh, uống đến say bí tủy, cộng thêm ngũ thạch tán, để con mơ mơ màng màng, coi cổ như là cá ương, khứa cho cổ một dao, vậy là xong rồi. Trời, lời nói như vậy cha cũng nói được sao? Ôi, thiệt tình, không được, không được, miệng nói nữa. Con nhất định phải chịu, thắng à, sau khi con cưới cổ á, thì con cháu họ Tăng chúng ta sẽ có thể ngẩng cao đầu. Con cháu có thể ngẩng cao đầu, nhưng mà con thì không thể. Nè vậy đi, kêu em con về chịu cổ đi. Dù sao Hương Cảng cũng gần nè, em con họ Tăng nó cũng có tướng thư sinh, lại có học thức, xứng với cô Lý Ái gì đó vô cùng. Con là cháu đích tôn, chuyện này con nhất định phải xung phong, con không thể để em con qua mặt con được. Tóm lại là không được, miệng nói nữa. Con chịu hay không? Không chịu. Không chịu thiệt chứ gì? Không chịu. Con còn mặt mũi nào đi gặp Hạ Nghĩa chứ? Bây giờ Hạ Nghĩa làm tổng lý cục Từ Ấu, nếu con vẫn không cố gắng, con sẽ mãi mãi bị nó đè trên đầu. Nhưng mà cha, thiệt tình con. Con cưới tiểu thư họ Lý đó, con sẽ là cháu rể của trực đệ tổng đốc Bắc Dương, thông thương sự vụ đại thần Lý Hồng Chương. Chỉ cần nghe cái tên đã dài lê thê rồi, coi như con nó đè đầu được nó. Con chịu hay không? Cha, con chỉ thử thôi nghe. Nhưng mà con có một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu con thật sự chịu rồi, con nhất định cưới Mai Lan Cúc Trúc của ỷ Thúy Phượng làm thiếp thị của con, có vấn đề gì không? Không thành vấn đề. Để ăn cơm đi. Ở đây đúng là hoa thơm cỏ lạ, bóng cây rậm rạp. À, phải phải, cây cối gì như bà lão thì nè, ở đằng kia còn có đình đài lầu cát. À, phải phải, có lầu có cát. Quynh cũng thấy hả? À, tôi đã có mù. Vậy thì chúng ta hợp ý quá. Sao? Thì ra trên đời này thật sự có chuyện viên định tam sinh. Vậy sao? Thầy bói toán coi vướng tự của tôi nói là phu quân tương lai của tôi nhất định là một người làm nên đại sự, lòng đầy mưu lửa. À, vậy sao? Ôi, tôi cũng có chút đại sự đang làm. Dám hỏi tăng công tử nặng bao nhiêu à? Không ngờ cô lại hỏi tôi câu này trước nha. À, tôi nặng khoảng 120 cân. Với chiều cao của tăng công tử
Tôi nghĩ chỉ khoảng 110 cân thôi. 120 cân hình như hơi bị nặng. Với chiều cao của cô, không biết cô nặng cỡ nào. Chẳng hay Tăng Công Tử có dự định đỗ đạt công danh không? Hả? Tiểu nữ hiểu sở trường của Tăng Công Tử không phải học vấn, nhưng dù sao với gia thế của tôi, thật ra học hành đỗ đạt công danh cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Cứ nói vậy thì là xui xẻo quá. Muốn có công danh cũng không khó, cùng lắm là bỏ tiền mua chức quan để làm thôi. Còn một điều nữa. Còn nữa hả? Họ Lý ít có con cháu, chúng ta phải kiêm luôn trọng trách khai chi tán diệp. Cái gì? Cùng cô khai chi tán diệp? Tôi là con gái duy nhất trong nhà, cho nên gia phụ hy vọng ba đứa con đầu của chúng ta đều có thể mang họ Lý. Cô nghĩ tôi là heo nọc phó giống với cô sao hả? Sinh con ra phải theo họ cô, còn phải sinh ba đứa, vậy thì tất bật lắm đó. Tôi chạm vào cô một lần cũng chơi nhiều rồi. Trời ơi Tăng Công Tử, sao huynh nói những câu thô lỗ quá vậy? Trước giờ tôi luôn thô lỗ như vậy á, tôi sống bằng nghề bất chính, và thấy cô thế nào mắc mới gì đến tôi chứ. Tôi thích bản thân mập đó có được không? 120 cân chưa đủ, 150 cân tôi mới hài lòng. Chữ thì tôi không học đâu, tôi chỉ học ăn tiền thôi. Tôi chỉ biết hai chữ đó là tài và xỉu. Tôi còn chưa nói tôi quỳ xuống nuôi heo nái, cô lại tới đây đòi hỏi nhiều như vậy. Huynh thấy ghét lắm. Cô đi nhẹ chút đi, cô chừng chẩm sập cầu té xuống nước tôi kéo cô không nổi đâu. Má ruột quá. Chuyện hôm qua, nếu ai dám nhắc lại, thấy đứa nào đánh đứa đó, thấy hai đứa đập một cặp luôn. Dạ biết thắng ca. Rồi mở đi, mở đi. Thắng ca. Xin chào. Chào cậu Nghĩa. Tăng Công Tử à, huynh nặng bao nhiêu vậy? Lão Trung à, đã nói huynh rồi, lúc nhỏ chịu học, lớn là không biết chữ, nhưng mà không có sao đâu, đi mua quan là được rồi. Không biết chữ gì chứ, ít nhất là biết hai chữ, một chữ tài một chữ xỉu đó. Không cần hỏi vòng vo, chắc chắn là cậu đi rêu ra khắp nơi. Tôi đâu có lên tiếng đâu, liên quan gì tới tôi chứ? Tất cả bọn họ đều theo cậu, không liên quan đến cậu thì liên quan tới ai? Nè, tại cậu ép tôi đó thôi. Quỳnh thấy đáng ghét lắm. Đã Quỳnh kêu đệ đã còn họ mà. Thắng ca, nhưng bọn họ có đôi có cặp như vậy, nhiều đôi nhiều cặp như vậy, mà đánh dài dài đó thắng ca. Được. Mọi người vui vậy sao? Cười đi, cái gì cười đi hả? Cười đi, cười đi, cười đi, cười đi. Con nói Phật Sơn là thành phố lớn, chỉ có vậy thôi sao? Nhưng chúng mặc đồ cũ rích, đường thì gồ ghề, không được một chút nào hết so với Thượng Hải một trời một vực. Là chỗ này nè tiểu thư, số 11 tới rồi. Cho xin 3 phân tiền. Thắng Kiều, tức là cảm ơn đó. Xe toàn mùi hôi không? Ôm đồ xuống nước giùm tôi trước đi, tôi mới trả tiền được chứ. Mở cửa ra. Có ai không? Cái tên Hạ Nghĩa này, một ngày nào đó ta sẽ cắn người như cắn mía, ép nước như ép mía vậy. Sao không có ai trả lời hết vậy? Dù ra đường cũng phải có người hầu chứ. Cái gì vậy? Tôi hỏi cô nè. Bán qua lê. Cái gì? Tiếng Anh cắt lời đó, tức là không sao. Cô à, nhiều hành lý quá, chắc hai người đi tìm người phải không? Nhưng mà ở đây không có ai ở hết. Không ai ở? Sao lại như vậy? Bộ đây không phải là số 11 đường Bạch Dương sao? Phải, đây là số 11 đường Bạch Dương, nhưng mà trước giờ luôn bỏ trống đó. Hả? Hai người muốn tìm ai vậy? Cả Phật Sơn này tôi biết rành lắm. Nè, thử nói ra đi, tôi sẽ giúp hai người mà. Chúng tôi tìm người họ Hạ, là họ Hạ, mở hiệu Buôn Hưng Long. Họ Hạ, không phải sống ở đây đâu. Họ Hạ ở số 17 đường Bạch Dương đó. Sao lại nhầm lẫn giữa số 11 và số 17 chứ? Tức là đi tìm nữa. Cô làm cái gì vậy? Bây giờ xe kéo đã đi rồi, làm sao đi chứ? Cô đừng có quá lo, ở gần đây thôi. Từ đây đi bộ cũng có thể tới đó được nè. Cô đi theo con đường này á, quẹo trái. Sau khi quẹo trái thì... Thắng ca. Cái gì chứ, giúp người là niềm vui trong đời mà. Sau khi quẹo trái thấy một ngã tư rồi quẹo trái, sau khi quẹo trái thấy một hàng quán rồi lại quẹo trái, sau khi thấy hàng quán rồi quẹo trái. Trời ơi, xa dữ vậy.
À, nếu cô chê xa thì còn một con đường gần hơn. Nè, đằng trước cái bên tay trái có con hẻm. Cô cứ đi thẳng vào con hẻm đó sẽ tới nhà của họ Hạ. Hẻm đó gọi là hẻm Chu Tước. Đành phải chịu thôi. Thắng Kiều. Hả? Tức là cảm ơn. À, không cần cảm ơn. Đi thôi. À. Gom nữa đi đi. Hả? Nhiều hành lý quá, đường lại xa, tôi đi không nổi. Sợ cô quá rồi, để tôi tự đi. Cùng lắm lát nữa tôi kêu người làm tới xách phụ cô. Trời ơi, đây là đâu vậy? Toàn là mùi hôi không à. Đành là bị sắc đẹp của mình quyến rũ, nhưng không thể quá đáng như vậy. Tôi nhất định không buông tha đâu. Đại nhân, dễ xong rồi. Ờ. Chỉ có vậy thôi sao? Chính là hả? Chính là hả? Lần này tôi hy sinh một chút, cũng may tôi không bị hoảng hốt lâm nguy bất loạn, nó có thể miêu tả lại bức họa này đó. Như vậy khó nhận dạng lắm. Bây giờ tôi che như vậy, cô có nhận ra tôi không? À, thưa đại nhân, ông không thể nói như vậy. Ông bắt được hắn, tôi nhất định nhận ra. Đại nhân, ông là quan phụ mẫu, vì sự an toàn của các phụ nữ ở Phật Sơn, sự thái bình của xã tắc, đại nhân, ông nhất định làm được mà phải không? Chuyện đó đương nhiên. Quyết định vậy đi. Đây là đồng hồ gõ giờ của Phú Lan Sa, tặng cho Dượng nè Dượng. Tổng trùng. Cha, cha sắp chết rồi sao? Trời ơi, không phải, bậy mà, vô lý thiệt, sao con lại tặng những thứ này chứ? Không có đâu, ở Thượng Hải rất nhiều người tặng cái này cho người ta để làm quà đó. Với lại hoàng đế hoàng tự của Đại Thanh nó cũng thích lắm. Ý nghĩa là sống lâu trăm tuổi, thọ như trời đất. Vậy sao? Nếu hoàng thượng cũng không chấp nhất thì Dượng cũng không có sợ ha. Đi rửa mặt đi. Phải gì à? Dòng ngọc này là tác phẩm của Hằng Đô Tư Thản. Hằng cái gì đô? Hằng Đô Tư Thản là địa danh của Tây Dương. Ý nghĩa của tác phẩm tức là do người Tây Dương làm ra đó. À, đại tỷ, tức là cả cái dòng đều là do người Tây Dương làm đó. Dì nhỏ à? À, bông tai này tặng cái gì nè? Trời ơi, dì cũng có sao? Là Ngọc Lam Điền Thượng Hạng đó. Cảm ơn. Lão già ơi, đẹp quá lão già. Còn nữa, cái khánh nhỏ này tặng cho em Hỷ đó. Lúc nhỏ con đã đeo rồi. Hy vọng em Hỷ sẽ thông minh lanh lợi như con vậy. Cảm ơn con. Hỷ, cảm ơn tỷ tỷ đi con. Dạ, cảm ơn tỷ tỷ. Hỷ, qua đây. Biểu ca. Tặng cho huynh nè. Huynh cũng có sao? Cũng là kính mát Tây Dương bình thường thôi, có gì đặc biệt đâu. Điểm đặc biệt là nó là hàng nhập khẩu của Phú Lan Sa, là cách ăn mặc modern nhất ở Thượng Hải đó. Vậy sao? Đông cô, cô phụ trách phát ba lì xì cho người hầu nha. Dạ được tiểu thơ. Cho muội nữa. Của cô nè. Mã Lợi, con của hào phóng thiệt nha. Mã Lợi à, con lặn lội đến đây chắc là mệt lắm, vì kêu cô thể làm bánh cho con ăn ha. Phải đó Mã Lợi, con muốn ăn cái gì? Bây giờ con thích ăn nhất là tổ yến. Tổ yến. Con lấy tổ yến ăn thay bánh sao? Thật ra từ nhỏ con đã yếu ớt và bệnh tật, cho nên hàng ngày đều phải ăn kim ti huyết yến. Cha, con cũng thích ăn cái gì yến đó. Để mẹ nấu thịt yến cho con ăn nha. Con cũng biết là bản thân của con ăn sang, ăn kim ti huyết yến không phải chỗ nào cũng ngon như vậy hết, cho nên mỗi lần đi xa con đều đem sẵn vài cân. Đem mấy cân tổ yến đi sao? Con kêu Đông Cô đưa cho cô thể là được, nó biết làm rồi. Thật ra con người của con dễ dãi lắm, ăn tổ yến thanh đạm một chút chân không cũng được, nhưng con đã quen ăn lúc sáng tối, nhất định phải vừa mới chân xong. Thật ra con người của con cũng thích sạch sẽ lắm, mỗi ngày phải tắm 2 lần, nước nhất định phải đủ nóng, còn phải tẩm một chút hương dầu Phú Lan Sa nữa. Không làm phiền mọi người quá chứ? Đâu có phiền. Mã Lợi ơi, thì con không kêu cha mẹ con đi theo con vậy? Họ còn phải giải quyết nhà cửa, cho nên không thể nào đi được. Vậy con nhớ đánh điện tín cho cha mẹ con báo bình an ha. Con biết rồi. Trời, nhám tay quá. Mùng thì vàng khè, còn toàn là mùi long não. Nhất định phải thay hết mới được. Trời, là trà gì vậy? Long tỉnh trước mưa của tôi đâu? Còn long tỉnh trước mưa, cô phải để dành pha trước mặt thượng đại nhân chứ. Nếu không làm giá một chút, họ có khách sáo như vậy không? Nè,
Thật ra bà con của cô có gia thế hay không? Lúc nãy khi tôi phát lì xì, đếm hết cũng chỉ có hai người hầu thôi. Còn nó là đại gia tộc ở Phật Sơn. Chúng ta được chọn sao? Ngoại trừ Thượng Hải, chỉ còn người bà con này có thể nhờ cậy thôi. Có mái che đầu cũng đỡ. À phải rồi, cô định đánh điện tính về cho lão gia sao? Trời, đừng bao giờ làm như vậy. Người cha đó ngu muốn chết luôn à. Đi làm ăn, làm đâu lỗ đó. Nếu không, đâu làm chúng ta phải ra nông nổi như bây giờ chứ. Để ông biết chúng ta ở đây, lỡ như không may ông quay lại kêu chúng ta đưa tiền, có phải là chết hay không? Lỡ biểu lão gia hỏi tới, tôi sẽ nói là đánh điện tính rồi đó nha. Ừ, vậy đi. Nè, để tôi giới thiệu. Biểu tiểu thư ở Thượng Hải đến Giang Mã Lợi, vú nuôi của cổ đông cô. Người này là chú Quý, là đại quản gia. Tất cả kim ngân châu báu đem tới cầm đều phải qua mắt của chú để mà chú phân biệt thật giả để quyết định giá cả. À, xin chào biểu tiểu thư. Chú Quý. Người trên kia là nhị trưởng quầy chú Phúc. Người đứng phía dưới này là cậu Toàn. Lâu xin chào biểu tiểu thư. À, cầm đồ, cầm đồ đi. Cậu muốn cầm cái gì? Tôi muốn cầm vòng vàng, là vàng rồng cầm đứt. Với lại lúc tôi mua nó là đúng 10 lượng đó. Đại quản gia. Ừ. Pha đồng, màu lợt như bạc, nhỏ như khoen tai, thô như tăm xỉa, cân lượng không đủ, cầm 4 lượng bạc, lãi suất 3 phần, kỳ hạn 3 tháng. 4 lượng bạc, chưa tới một nửa nữa. Cậu cũng nghe rồi đó. Cái vòng của cậu á, bề ngoài là vàng, nhưng mà bên trong á là đồng. Chúng tôi cầm giá đó là được lắm rồi đó. Cùng lắm đưa đủ cho cậu 5 lượng bạc, nói tóm lại có cầm hay không cầm. Cầm. Cảm ơn nghe, cậu dành quý tránh. Họ Trần, cầm một cái vòng đồng nát 5 lượng bạc. Mùng 2 tháng 8 năm Tân Hợi ghi phiếu. Pha đồng nát, màu lợt như bạc. Mua 10 lượng chỉ cầm được 5 lượng thôi sao? Chiếc vòng đó vẫn còn sáng bóng dữ lắm mà. Với lại tự nhiên sao lại nói là bị nát được chứ? Không ép giá thì làm sao buôn bán? Với lại nói nó nát chỉ là bảo đảm cho mình thôi. Mất công sau này họ chuộc lại nó là mình làm bể thì sao? Ừ, vậy tới lúc đó họ vẫn không có tiền để chuộc lại thì tính sao? Cầm đứt sao? Người ta cần tiền gấp, chúng ta không thể thiếu tình người như vậy. Chúng ta sẽ gia hạn cho họ thêm một tháng nữa. Họ có tiền trả lại thì cho họ tiếp tục cầm. À, còn đây là kho hàng. À, em đã gặp cậu Thọ rồi đó. Cậu ta học nghề ở đây, ban đêm ngủ ở đây luôn để tiện canh chừng. Thiếu gia, biểu tiểu thư, đông cô. Ôi má! Cậu Lộc à, cậu đây làm cho người ta sợ kìa. Xin lỗi cậu hai. Lúc nào cũng như vậy. Cậu Lộc á, là người nhận hàng của tiệm chúng ta. Khách đến cầm đồ á, cậu ta phụ trách gói lại, xếp lại, sau đó đem cất kỹ lưỡng. Em coi, trên mỗi món hàng đều có miếng trúc nhỏ. Ờ, phải hả? Nè, bây giờ cái cô đang cầm á, là số 10 chữ địa. Chỉ cần tra lại hàng chữ địa ở trong sổ sẽ biết trong đó là cái gì. Thọ à, lấy quyển sổ qua đây. Dạ. Đây, chính là như vậy. Dạ, lạ thật nha. Thiên địa quyền huỳnh vũ trụ hồng quang. Đó là do hiệu buôn dùng chữ thiên để lấy ký hiệu. Dạ, chu đáo thật nha. Ủa, trong đó là gì vậy? Ê, biểu tiểu thư, cô không thể vào đâu. À, phải, em không cần phải vào trong đâu. Đây chỉ là kho giá trị thôi. Để loại hàng vừa mắc vừa nặng, không có gì đặc biệt đâu. Có hay không cũng được mà. Nào, chúng ta đi thôi, đi. À, kho giá trị. Hey, cô Mã Lợi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, vẫn không có manh mối gì cả. Thượng đại nhân anh minh như vậy, lý nào lại không có một chút tiến triển gì? Tiểu thư, không có ai ghi ba chữ tên cá vàng ở trên mặt đâu. Hơn nữa, cô vẽ bức họa như vậy. À, tức là không bắt được người rồi. Không bắt được người tức là ông thất trách. Thượng đại nhân, thiệt tình tôi không muốn tìm khách giùm ông cũng không được. Cái đầm này rất tiêu quá, tôi không muốn mặc nữa. Cô nói cái gì ti? Ừ, tức là dơ đó. À, lúc nãy cô không định đem bỏ đi, nhưng vừa thấy nó tôi lập tức nghĩ ra một cách. Cái đầm này thì có gì chứ? Thượng đại nhân, đã đến lúc ông nên đeo mắt kiến Tây Dương rồi. Manh mối rõ ràng như vậy, không lẽ không nhìn thấy hay sao? Ông không sáng suốt xử án một chút nào hết. Có phải trên đầm có cái dấu tay hay không? Vậy thì sao chứ? Ông kêu đàn ông ở Phật Sơn này đến đối chiếu dấu tay, ông sẽ biết ai là tên dâm tặc đó ngay. Hả? Cả Phật Sơn này nhiều đàn ông lắm mà. Đàm sư gia, hình như ông có cách hay hơn nữa. Nhưng có điều như vậy, cô gọi hết tất cả tới đây hình như hơi nhiễu dân thì phải. Cũng phải nha. Giờ ông tiếp tục ngồi trong nha môn này, có tên dâm tặc cá vàng đó tự mình bước vào đây, nói tôi là dâm tặc nhận tội với ông đi. Không biết tổng đốc lưỡng quản có hài lòng với cách này không? Hả? Tổng đốc lưỡng quản? Oh, khó. Có cái gì? Là đương nhiên đó.
Tổng đốc Lưỡng Quảng quen thân với tôi vô cùng. Mỗi lần đến Thượng Hải đều cùng tôi đi uống trà chiều. Còn là nhà hàng của Phú Lan Sa nữa. Trần đại nhân, không lẽ ông không biết sao? Người tiếp theo. Được rồi, đi đi. Đi đi. Được rồi, được rồi. À, người tiếp theo. Tốt không? Có phải muốn lấy dấu tay không? Hai đứa bay cũng tới à? Hey, đi đi. Cha hả? Cá với cha một dáng nè. Chúng ta làm vậy có bắt được tên cá vàng đó không? Đang điều tra đó còn lo chơi nữa. À, phải đó, lát nữa tới đổ trường mới chơi đi. Chết rồi, không ai ở tiệm canh chừng đám khí độn đó, chắc chắn chúng sẽ tạo phản. Em cá với anh, hôm nay chắc chắn sẽ bắt được tên dâm tặc cá vàng. Ê, hey, đàm sư gia, sao mắt của tôi cứ giật hoài vậy? Ê, hey, đại nhân, tôi biết tại sao nè. Hả? Bởi vì đàn ông ở Phật Sơn này đều đang nguyền rủa ông. Dạ, ơi, sao đông đủ dữ vậy? À, phải rồi, nghe nói có người nghĩ ra kế dở hơi này, thử dấu tay để tìm tên cá vàng đó. Không biết tên dở hơi nào giỏi đến như vậy hả? À, tôi nhận ra ông rồi, là ông. Là Thắng Liễu Mếp. Là tôi. Tôi đừng có nói bậy nha. Tôi không nói bậy. Hôm đó kẻ chỉ tôi vô hẻm Chu Tức là ông. Tôi vừa bước vào là gặp tên dâm tặc cá vàng đó. Tên dâm tặc cá vàng chắc chắn là ông. Cô tỉnh ngủ chưa vậy? Mở to cặp mắt của cô nhìn cho kỹ đi. Tên cá vàng mà cô nói có râu. Có râu thì nhận là cha sao? Cũng không thể nói như vậy được. Huynh không cho tên cá vàng đó dán râu giả lên hay sao? Hơn nữa, Huynh đã lấy dấu tay chưa? À, phải. Đại nhân à, có phải đàn ông ở Phật Sơn này đều lấy dấu tay không? Ờ, sư gia nghĩ sao? Đức Thắng à, nếu trong sạch ra thì lấy dấu tay đi. Phải đó, lấy đi. Tôi cần gì lấy dấu tay? Tôi cần gì làm tên cá vàng? Tôi muốn có cô nương ở Ỷ Thúy Phường hả? Xếp hàng từ Ỷ Thúy Phường đến nhà môn này. Tôi cần gì làm tên cá vàng chứ? Với thân phận và địa vị của Thắng ca, đích thực là không giống tên cá vàng đó đâu. Đó, lần này cậu Nghĩa đúng là miệng chó mà mọc ngà voi đó nghe. Nhưng mà với con người của huynh thì không có gì là lạ. Con người của huynh nham hiểm quá đi. Lỡ như nổi lòng háo sắc cũng hợp tình hợp lý đó. Cậu mới nói gì? Tôi nham chỗ nào hiểm chỗ nào? Bây giờ không phải sao? Người nào làm thì người đó gánh chịu. Huynh không hài lòng về tôi thì trực tiếp đến tìm tôi. Lý do gì phá em họ của tôi chứ? Nói một hồi có khi nào làm nhục em họ tôi để trả thù tôi hay không? Tôi cần gì thấp hèn như vậy? Vậy ông có dám lấy dấu tay để chứng tỏ là mình trong sạch không? Lấy thì lấy chứ, tôi sẽ làm cho mấy người coi. Mời con ăn nè. Cảm ơn tất cả. À, thì ra ông đúng là tên dâm tặc cá vàng đó. Thì ra là cậu. Cậu à. Tôi được giấc màn thời gian sao duyên tan những sự phun hề. Này dâu cây dục mãi tay say mong cá sinh chiều hề. Họ yêu sao hề chỉ yêu phúc hề quân là yêu mãi thề. Này còn ngó tay phu tay quay phải lời.